Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, mặc dù đã có nhiều ý tưởng du hành vũ trụ được đưa ra, nhưng một thực tế chúng ta phải chấp nhận rằng, nơi duy nhất con người từng đặt chân đến bên ngoài không gian mới chỉ dừng lại ở mặt trăng, vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất. Có thể trong tương lai gần, con người sẽ đặt chân đến hỏa tinh. Còn việc du hành quanh hệ mặt trời và đến các hành tinh khác vẫn là một điều gì đó quá mơ hồ với chúng ta. Nhưng với khoa học, không có gì có thể ngăn cản những ý tưởng táo bạo. Mới đây, một nghiên cứu mới của các nhà khoa học đến từ Pháp cho rằng, nếu đường hầm lỗ Dune tồn tại, chúng đủ ổn định và chắc chắn, chúng có thể trở thành con đường tắt cho các tàu vũ trụ du hành xuyên không thời gian trong tương lai. Và đó sẽ là cách để chúng ta du lịch vũ trụ. Vậy tưởng hư câu chuyện này như thế nào? Xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Chúc các bạn xem video vui vẻ! Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng Tốt Thú Vị! Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Du lịch không gian, khám phá vũ trụ là ước mơ không của riêng ai. Việc khám phá và chinh phục những miền đất mới luôn cho chúng ta những cảm giác thú vị. Nhưng ở thời điểm hiện tại, con người không có nhiều lựa chọn cho những chuyến du lịch như vậy. Bạn chỉ có thể ngồi trên các tàu vũ trụ, bay trên quỹ đạo trái đất, hay xa hơn nữa, có thể là những chuyến du lịch mặt trăng hay hỏa tinh. Nhưng chắc chắn, nếu vẫn sử dụng những phương pháp hiện có, chúng ta sẽ không thể đi xa hơn được. Muốn đi xa hơn, có lẽ chúng ta phải dùng một phương pháp khác. Một ý tưởng về đường hầm lỗ Dune cũng đáng để xem xét. Vào năm 1935, hai nhà vật lý Albert Einstein và Nathan Rosen đã sử dụng lý thuyết tương đối tổng quát để đề xuất về sự hiện diện của các cầu nối xuyên qua không thời gian. Chúng được gọi là cầu Einstein-Rosen hay các lỗ Dune. Về mặt lý thuyết, nó là một đường hầm nối hai điểm trong không gian và thời gian. Mặc dù chưa bao giờ được phát hiện trong thực tế, nhưng theo thuyết tương đối rộng, nó có thể xảy ra. Và đây là trụ cột vững chắc của khoa học viễn tưởng. Theo lý thuyết này, lỗ Dune có thể là cổng kết nối giữa một hố đen và một hố trắng. Một nơi vật chất chỉ có thể đi vào nhưng không thể đi ra, còn một nơi có tính chất ngược lại. Và khi đó, đường hầm lỗ Dune sẽ là cầu nối, là đường tắt giúp chúng ta di chuyển vượt không thời gian. Mặc dù về mặt lý thuyết là như vậy, tuy nhiên trong các nghiên cứu trước đây, người ta đã dự đoán rằng đường hầm lỗ Dune kỳ dị này sẽ không tồn tại lâu bởi vì chúng chịu tác động của các lực mạnh mẽ khiến nó có thể đứt gãy ngay khi hình thành. Mặt khác, hố trắng mới chỉ là những hố giả thuyết của các nhà khoa học. Do đó, việc hố Dune có thực sự tồn tại hay không vẫn là một câu hỏi lớn của các nhà khoa học. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu mới đây của nhà vật lý Pascal Coiran đến từ Pháp lại cho rằng, nếu đường hầm lỗ Dune tồn tại, chúng có đủ ổn định và chắc chắn, thậm chí chúng trở thành những con đường tắt giúp chúng ta có thể di chuyển xuyên không thời gian. Ông cho biết, khi nghiên cứu về hố đen và lỗ Dune, người ta thường sử dụng số liệu Schwarzschild. Đây là số liệu được đặt theo tên nhà vật lý học người Đức Karl Schwarzschild. Chúng thường được sử dụng để nghiên cứu các hố đen. Chỉ số Schwarzschild là chỉ số phổ biến nhất, nhưng nó lại hoạt động sai ở một khoảng cách nhất định tính từ vùng chân trời sự kiện của hố đen. Chính vì sự hoạt động sai này, nên nó không còn có thể phân biệt giữa các điểm khác nhau trong không gian và thời gian. Nhưng có một số liệu khác ít phổ biến hơn được gọi là số liệu Eddington-Finkelstein. Nó mô tả những gì xảy ra với các hạt khi chúng đến vùng chân trời sự kiện, nơi mà chúng đi qua sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Ông Coiran nhận thấy rằng chỉ số Eddington-Finkelstein không hoạt động sai ở bất kỳ điểm nào trong quỹ đạo hạt, từ hố đen sang hố trắng thông qua lỗ sâu. Ông đã sử dụng số liệu này để nghiên cứu lỗ Dune. Công trình nghiên cứu của ông phát hiện ra rằng, khi sử dụng thước đo Eddington-Finkelstein, một hạt có thể được nhìn thấy dễ dàng khi nó băng qua vùng chân trời sự kiện.
đi vào lỗ sâu, sau đó chúng đi qua lỗ sâu và đi ra ở phía bên kia. Sau đó, ông nhận thấy, khi sử dụng số liệu này, nó chính xác hơn số liệu Schwarzschild. Điều này khiến ông nhận ra rằng, lỗ giun có thể duy trì sự ổn định mà không cần yêu cầu vật chất lạ. Ông gợi ý thêm, nếu một hạt có thể đi qua hố sâu một cách an toàn, con người cũng có thể đưa tàu vũ trụ đi qua đó để đến một hành tinh nào đó trong các thiên hà xa xôi. Mặc dù về mặt lý thuyết, lỗ giun có thể tồn tại, nhưng trên thực tế, chúng ta chưa phát hiện ra bất cứ một lỗ giun nào trong tự nhiên. Điều chuẩn để có một lỗ giun tồn tại cũng rất khó chịu, thêm vào đó là sự bất ổn định của hố trắng, thậm chí chúng còn không tồn tại trong vũ trụ. Vì thế, tất cả mới chỉ dừng lại ở mặt nghiên cứu lý thuyết. Tuy nhiên, khoa học là bước đi trước của tương lai, và biết đâu một ngày nào đó, con người sẽ phát hiện ra hố trắng, cùng với đó là các đường hầm lỗ giun xuyên không thời gian, giúp kết nối từ một hố đen đến một hố trắng. Một khi lý thuyết về lỗ giun tồn tại sẽ hoàn toàn hợp lý khi chúng ta đặt ra câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra khi ai đó cố gắng vượt qua đường hầm này? Mặc dù về mặt lý thuyết, lỗ giun có thể đi qua, tức các tàu vũ trụ có thể du hành xuyên không thời gian nhờ chúng, nhưng cũng có thể bao quanh đường hầm lỗ giun là một bức tường có cường độ bức xạ cao, do đó các sinh vật sống như con người rất khó sống sót trong cuộc hành trình này, kể cả khi tàu vũ trụ được trang bị những vật liệu tốt nhất. Từ lâu, các nhà khoa học đã không ngừng tìm kiếm về lỗ giun trong vũ trụ. Nhiều nhà khoa học tin rằng, những hố đen siêu lớn đang hoạt động mạnh mẽ ở trung tâm các thiên hà, chúng có thể là lối vào của đường hầm lỗ giun. Những hố đen này được gọi là nhân thiên hà hoạt động AGN. Chúng có độ chói cao hơn nhiều so với phần còn lại của thiên hà. Độ chói của chúng được cho là kết quả của sự bồi đắp vật chất ở siêu hố đen. Khi hố đen hoạt động, có thể là lúc cánh cửa đường hầm lỗ giun được mở ra. Nhưng rất tiếc, thông thường các nhân thiên hà hoạt động ở rất xa trái đất, nên các nhà khoa học không đủ khả năng để kiểm tra và nghiên cứu về chúng. Do đó, việc tìm kiếm lỗ giun trong vũ trụ mới chỉ dừng lại ở mặt lý thuyết giả định. Còn với công trình nghiên cứu lần này, tất nhiên nó cũng chỉ là lý thuyết, bởi vì các nhà khoa học không thể sở hữu hố đen và cũng không thể tiếp cận chúng để kiểm nghiệm thực tế. Nhưng dù sao, nó cũng giúp chúng ta có cái nhìn mới mẻ hơn về lỗ giun, một trường không gian giả định mà chưa ai phát hiện ra trong tự nhiên. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ có thêm nhiều những công trình nghiên cứu giúp chúng ta có cái nhìn chính xác hơn về những khu vực kỳ dị này. Biết đâu một ngày nào đó, con người sẽ tìm ra hố trắng làm chủ được những đường hầm lỗ giun. Khi đó chúng ta có thể du hành đến bất kỳ đâu trong vũ trụ, giống như viễn cảnh trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Vậy là hôm nay, tôi thú vị và các bạn đã cùng đi khám phá về việc du hành xuyên không thời gian bằng lỗ giun. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng tôi thú vị. Còn bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng tôi thú vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!